quyền tròn tròn vòng tay nhau, vẫn quyền tròn tròn vòng tay nhau, mãi quyền tròn tròn vòng tay nhau. Quyền tròn tròn vòng tay nhau, tha hồn mình về cõi nhiệm màu. Xin lời thương đế nói trong mình những gì là yêu, cho anh cho em ngày mai còn yêu nhau mãi, cho cuộc đời mình chẳng vơi nghĩa tình sắt son. Mình cùng cầu nguyện cho nhau, cho tình mình mãi mãi được cho niềm hạnh phúc ở hôm nay mãi còn tương lai. Dẫu có gian truân buồn đau trào dâng cuộc sống, vẫn chọn một lòng cùng nhau chung lối đi về. Yêu nhau là thành thật phơi bày nỗi lòng cùng nhau, nhưng là cả đời còn yêu. Trên đôi tay hoặc trong tim mãi mang theo nụ hồng trắng phai. Yêu nhau tìm lẽ sống điểm trang tình vợ chồng. Yêu nhau sẽ có nhau chia thất bại vui thành công. Yêu nhau sống cả hai cùng vun trồng cây uyên ương mãi ươm bông, mãi kết trái hương ngọt tuyệt vời. Quay lại tìm cảnh không? Ta như thần trăng dần dần tìm vấn cho dù mai tóc có điểm sương vẫn tròn uyên ương. Dẫu sức sương yêu mòn, dẫu tiếng thương không giòn, tình ta mãi còn. Còn thương tròn vòng tay nhau, quyền tròn tròn vòng tay nhau, mãi quyền tròn tròn vòng tay. Thương đế nói trong mình những gì là yêu, cho anh cho em ngày mai còn yêu nhau mãi, cho cuộc đời mình chẳng vơi nghĩa tình sắt son. Mong cùng cầu nguyện cho nhau, cho tình mình mãi mãi được màu, cho niềm hạnh phúc ở hôm nay mãi còn tương lai. Dẫu có gian truân buồn đau trào dâng cuộc sống, vẫn chọn một lòng cùng nhau chung lối đi về. Yêu nhau là thành thật phơi bày nỗi lòng cùng nhau. Ngày nhưng là cả đời còn yêu. Trên đôi tay hoặc trong tim mãi mang theo nụ hồng trắng phai. Yêu nhau tìm lẽ sống điểm trang tình vợ chồng. Cùng
thương nồng tình ta. Hãy nhìn và nhủ thầm cho nhau rằng nghèo giàu tình vẫn mong thương. Cho dù mai tóc có điểm xương vẫn tròn uyên ương. Dẫu sức xương yếu mòn, dẫu tiếng thương không giòn, tình ta mãi còn quên. Quên trọn vòng tay nhau, quên trọn trọn vòng tay nhau, vẫn quên trọn trọn vòng tay nhau, mãi quên trọn. Thank you.
phục đoàn, rất riêng là gia đình con cố trong chúng ta Phạm Khắc Minh và cố chúng ta Phạm Thị Kim Hồng rất thân mến. Mỗi ngày chúng ta đến nhà thờ để tiến hành thánh lễ, đó là hành vi tạ ơn nhiệt tình nhất. Từ hôm nay hành vi tạ ơn của chúng ta phải mang một cái hết sức đặc biệt, bởi vì hôm nay là kỷ niệm 60 năm thành công, gọi là khi thánh thành công còn cố cho chúng ta Phạm Khắc Minh và bà cố thánh đa Phạm Thị Kim Hồng. 60 năm đã trải qua trong cuộc đời hôn phối, 60 năm sống trong tình nghĩa phu thê, dưới sự che chở và chúc lành của Thiên Chúa, và cái gìn giữ cho cố bà cố hôm nay còn còn cô mặt trẻ trung, chưa đến độ làm già và sức khỏe còn còn phù phàng. Đặc biệt khi cái sự đạo đức, cái tinh thần hy sinh của ông bà cố đã giúp cho ông bà cố để vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn thử thách, để rồi cũng có sự hy sinh đối với gia đình và đối xứ. Ông bà cố đã hy sinh cho Chúa, cho nên Chúa thì con là linh mục, đó là linh mục Francisco Assisi Phạm Đình Triệu Chúa Giêsu Cảm Khen. Hôm nay trong quá trình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà cố được Thiên Chúa chúc lành ban nhiều ân sủng để sống trọn vẹn cuộc đời hạnh phúc, gia đình để yêu thương thánh thiện cho tất cả mọi người, và xin cầu chúc Chúa chúc lành cho tất cả mọi người trong gia đình, trong gia tộc, cũng như là trong cộng đồng giáo xứ Cảm Khen và tất cả những người tham dự lễ hôm nay. Sẽ nhờ ơn Chúa ban và chúng ta có thể trong lời tạ ơn xin đã và trên lễ này chúng ta xin đã nhiều chút hết. Chúng ta xin Chúa ban tha thứ tất cả lỗi lầm kiếp sống của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa lòng anh. Thank you.
nhân từ gì để đông cổ vô và đi xin ta phạm các minh và bà cố bác ta phạm gì kiêu hân cùng với đàn con cháu ông bà đã sinh ra và giáo dục cho nên người chiến hữu xưa chúa đã dùng bi đức kỳ diệu để củng cố mối tình son thể của ông bà. Giờ đây xin vì những việc lành phúc đức ông bà đã làm suốt 50 năm qua, suốt 60 năm qua mà cho được an hưởng tuổi già, chúng con cầu xin được Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, mời hàng xóm và hiếu trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa, con lạy người xin tới.
vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ đã thương yêu thì đã sống bởi Thiên Chúa, và điều khiển Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, là Thiên Chúa chúng ta đã sai con một người đến trong thế gian để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu chúng ta trước và đã sai con một người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. Nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta như vậy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của người đời chúng ta đã được tuyệt nào. Đó là lời Chúa. Hoa thượng dược
từ cái bài thơ này và có một bộ phim về tình yêu gia đình, tôi rất là bất ngờ coi được trên kênh Sư Thích. Bộ phim ngắn có 4 bộ tử thôi, mang cái tựa đề là Vợ Anh Có Đẹp Bằng Em Không. Cái chuyện phim là một lời tự sự có một anh chàng đang ngoại tình. Khi nghe cô bộ dĩ hỏi Vợ Anh Có Đẹp Bằng Em Không, thì anh khổ đánh cái điện thoại và làm đổ cái bình hoa thường nhiều. Và nhìn cái bình hoa thường nhiều này, bỗng trong lòng của anh tự nhớ là cái hồi trước, hồi ức kỷ niệm về cái người vợ thân yêu của mình mà mình đang bỏ một chân cô độc ở nhà để đi ngoại tình. Cái bộ phim chỉ là một sự tự sự, thì anh chợt nhận ra rằng khi anh làm ra nhiều của cải thì anh không cho chị tình yêu. Khi anh xây cái nhà đẹp nhà to thì anh không cho chị cái ngọn lửa ấm. Anh thường bỏ chị một mình trong những bữa tiệc tân vội vàng để ra đi. Anh thường để chị cô đơn chờ đợi trong những bữa cơm tối và cơm trưa muộn. Anh thường bỏ chị một mình trong những đêm dài thâu và sang cái hồ đất đó cùng với cái cánh hoa thường chiều. Anh đã trở về tìm lại cái hoa ban sáng. Thưa vợ và chị em, hôm nay chúng ta đang quay cùng chung quanh đôi mặt già John Paul Vincita khắc minh và mắt ta kỳ mật. Không biết trong đời của anh khắc minh hào hoa phong nhã một thời, có cô nào đã hỏi đâu vợ anh có đẹp bằng em không? Nhưng cho dù có ai hỏi nữa thì cái câu trả lời hùng hồn nhất, thuyết phục nhất của ông bố chính là cái này kỷ niệm hôm nay. 60 năm công phu, và nếu ông bố John Paul Vincita và bà bố mắt ta này không tìm thấy cái đẹp của cái cách công phu, không cảm nhận được cái đẹp của tình yêu của những người con trong gia đình của hộ thánh Công Giáo, không xác tiết đủ về cái đẹp của tình yêu trong Chúa Kitô trong Thiên Chúa, chỉ làm gì có cái ngày để lòng khánh vô phối hôn, làm gì họ có thể chân chính thủy chung qua hơn nửa thế kỷ của cuộc đời. Và hôn nhân gia đình không dễ hàng đầu, quý vị, không dễ cần chặt vào thủy chung đâu, quý vị. Đừng nói 60 năm, mà đôi khi chỉ một ngày, một tuần, một tháng, một năm thì đã có biết bao nhiêu đôi bạn chia xa, biết bao nhiêu gia đình tan vỡ. Và đây chính là một nan đề, một vụ của giáo hội hiện nay, một cái điểm nhức nhối mà hội thánh đã dành liên tiếp hai cái cuộc họp thượng hội đồng giáo hội của thế giới 2014-2015 để bàn thảo, để đưa ra, để thảo luận, để định hướng về những hướng đi cho các gia đình, cho đời sống hôn nhân. Và cũng thật là đã cái chuyện của gia đình là chỉ có hai người, là của tổ ấm riêng của họ, là cái không gian riêng của họ, hội thánh xía có làm chi rồi. Không đâu, chúng ta nghe Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco phán trong cái tổng huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, một cái văn kiện chuyên đề về một bộ hôn nhân gia đình đã tốn không ít giấy mực và nhiều tranh cãi, nhưng cũng là một cái văn kiện đã rọi sáng chiếu lung linh cái niềm vui rạng ngời
cho đời sống hôn nhân, cho các cả hội thánh. Đức Thánh Cha nói, hội thánh là gia đình của các gia đình, thường xuyên được làm phong phú bởi đời sống của tất cả các hội thánh tại gia. Bởi thế, nhờ cái đức phong phú, mỗi gia đình thực sự trở thành một thiện đức cho hội thánh. Nhờ cái đức phong phú, mỗi gia đình trở thành một thiện đức cho hội thánh. Ở giữa chúng ta đây và giờ phút này, và cũng ở giữa lòng hội thánh hôm nay, có một cái chứng tá tuyệt vời về cái đức hôn nhân, về đời sống gia đình của người phi tổ tử, về trách nhiệm sinh dưỡng giáo dục và về vai trò của người giáo dân trong giáo hội. Một lời chứng bằng xưa bằng thiệt chính là câu bản già do Confisita và Marta đã hiện diện giữa chúng ta cùng với 10 đứa con trong câu lạc bộ thứ một và mấy chục đứa cháu chắc cả đội lẫn ngoài. Nhìn mắt Minh thì tôi chợt nhớ tới chú Ngày Thơ, chú Ông Dưỡng và những người mà trong những ngày tôi nhậm sứ tại đây là cánh tay phải đắc lực để xây dựng cái cộng đồng trò chơi này trong những cuộc khó khăn. Và cũng chính trong cái tâm vui, niềm vui, tình yêu đó, Đức Thánh Cha đã chia mỗi một điều mà chúng ta chắc sẽ cảm nhận được, và đó cũng là điều sẽ mang lại cái niềm an ủi khích lệ cho không những gia đình của ông Tố Bà Cố mà cho tất cả các gia đình công giáo chúng ta. Ngài nói, với niềm vui bên trong và niềm an ủi thâm sâu, hội thánh hướng nhìn đến các gia đình kiên trung sống các giáo huấn của Thiên Huỳnh, cảm ơn họ và khích lệ họ về chính từ mà họ trao. Thật vậy, nhờ họ mà vẻ đẹp của hôn nhân tất cả phong đi và trung tín trở nên đáng tin. Và nhờ những đôi vợ chồng như thế này, nhờ những gia đình trung thủy yêu thương và sống trọn vẹn với họ ấm một cách phong phú như thế này, để làm một chứng từ rõ nét và đáng tin cho cái đức hồn vô biên của hồ tâm. Đối với những người không có niềm tin vào ý nghĩa gì màu mà cao cả đức phong phú của hôn nhân được chúc phúc, thì họ có thể cho rằng tình chỉ đẹp thế còn thế ăn giờ, rồi cái vui thì nó phải tốt thêm. Hôn nhân là cái chiếc cầm số 8 để trông vui tình yêu. Cứ nhìn vào đôi bạn già hôm nay thì chúng ta sẽ nói với nhau rằng tình chỉ đẹp trong nhịp màu ý đức, đời mãi vui vì đã đẹp cầu thề. Và đó chính là cái điều khẳng định của lời Chúa trong bài học thứ hai hôm nay của sư Thánh Gioan. Ai yêu thương thì được sinh bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của chúng ta với những người Kitô hữu được dựa trên cái nền tảng và ở trong tình yêu Thiên Chúa. Không có cái gì bền vững, không có cái gì trọn vẹn nếu chúng ta khước từ cái nguyên tắc nền tảng. Và để đạt cái ngày kỷ niệm Ngọc Thánh Hôn Phố hôm nay, trong ý nghĩa của sự định tin mừng vừa được công bố, thì quả thật đời sống của chồng của ông bà cố đây và gia đạo của hai ông bà phải chăng giữ được cái thứ sự mới của tiệc cưới Cana mà Đức Kitô đã trao cho họ ngay từ ngày lãnh bí đức hôn phối cách đây 60 năm. Và 60 năm trong đời sống hôn nhân phải chăng là 60 năm trung thành nghe lời đến mẹ mắc vào người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Cho dù đã có những giai đoạn, đã có những thời điểm, đã có những tháng ngày có hết rượu đi, thì tình yêu của Chúa, tâm sự của Chúa vẫn đổ đầy những thứ sự mới, sự có đức tin, sự có tình khoan dung, sự có lời Chúa. Dĩ nhiên cuộc đời nào lại không có những sóng tố, tình yêu nào lại không có những thử thách,
gia đình nào không đến lại gia chung và chiếc cứu. Chắc chắn khi nhìn lại 60 năm cuộc đời làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm ông, làm bà, ông cố chú Bó Thí Sĩ Ca và bà cố Bác Thà chắc chắn vừa tri ân cảm tạ những hậu thân đã lãnh nhận, nhưng cũng vừa 60 năm năm vì biết bao lỗi lầm hướng phạm. Chính vì thế, trong cái dịp kỷ niệm ngọc cánh hôn phố này, chúng ta không quên cầu nguyện cho các gia đình công giáo trong giáo xứ chúng ta, giáo phận chúng ta, giáo hội chúng ta được luôn trung thành trong cam kết hứa đô và hoàn tất tốt đẹp cái ơn gọi thánh chi với đời sống gia đình. Cầu nguyện như Solomon đã cầu nguyện trong bài học một, xin cho họ luôn luôn bước đi trong lời của Chúa, trong thánh luật của Chúa. Và để kết thúc chia sẻ này, tôi xin được mượn lời của chính Đức Thánh Cha Francisco, lời cầu nguyện của ngài trong đoạn kết của Tông huấn Amoris Laetitia: Lạy Thánh Cha Nazareth, xin đừng bao giờ để gia đình chúng con xảy ra bạo lực, khép lòng và chia rẽ. Xin cho tất cả những ai bị tổn thương hay bị xúc phạm mong tìm được sự an ủi và chữa lành. Lạy Thánh Cha Nazareth, xin làm cho mọi người chúng con ý thức về tính thánh thiêng và sự bất khả xâm phạm và vẻ kiều diễm của gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse, xin lắng nghe và nhận lời chúng con cầu thần. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là cha toàn năng, đã bố dùng chương trình rất khôn ngoan của ngài để diễn tả lịch sử cứu độ bằng tình yêu, bằng lòng trung thủy của hôn nhân. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện thương xót của cha chúng ta. Lạy cha chí thánh, cha là đấng trung tín, cha đòi buộc mọi người được giao ước của cha về phần con cho họ. Xin đón thương ban tràn đầy phúc lành của cha trên tôi tới cha đây, là những người đang mừng lễ Phật thánh hôn phối hôm nay. Xin Sơn người đọc lên đôi tay.
cho Patricia Phạm Cát Minh và bà cố bác ta Phạm Thị Kim Hân 60 năm tròn nghĩa vợ chồng. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho ông bà được bình an hạnh phúc như lòng còn ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa, khi thiên cha ban cho nhiều thế quả sống mà chúng con dâng lên Chúa.
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi gần trong tình thương của Chúa. Xin cho anh thầy được vào cửa ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi chân giữ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, cho sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa thưa thế và theo thế đến đời đời, chúng ta chẳng nguyện đâu. Lạy Cha chúng con đã đến đời, chúng con nguyện dân cha đã sáng, chúng cha đi đến, đi cha chấp tội.
Chúa, Chúa đã lấy thần hương vị vì nuôi dưỡng chúng con nơi bàn thiệp thánh. Giờ đây xin nhận lời chúng con cầu nguyện và gìn giữ ơn phó cho Baptista Phạm Cát Minh và bà cô Marta Phạm Thị Kim Hân luôn vui sống tuổi già thánh thiện cho đến khi cuộc đời viên mãn, cả hai cùng được vào dự thiệp vui trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, tôn trọng lành đón tiếp người khổ đau nghèo đói để ngày sau khi họ sẽ đền ơn và mời đón ông bà vào nhà cha trên trời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cùng với toàn xã cho anh chị em. Ân
ơi xuân xuân đến thật vui, mừng quê ta xuân đến mọi nhà, chúc các cụ xuân thêm tròn tuổi, con cháu xuân vầy chúc họ mừng xuân. Ta ca vang khúc hát mừng xuân, mừng quê ta xuân đến đẹp giàu, chúc các cụ sống lâu trăm tuổi. Quý cha trưởng cùng quý cha cùng toàn thể bà con thân tộc cùng đến đây nhân ngày mừng thượng thọ bố mẹ chúng con, chúng con không có gì xin gửi đến đức cha, cha tổng đại diện, cha các cha trưởng những niềm tình yêu thương hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Một lần nữa để khai mạc thánh dự ngày hôm nay, tôi xin mời anh cả đại diện cho dòng tộc và gia đình anh em chúng con sẽ có những lời phát biểu. Con xin mời anh Khâm. Trọng đức đức cha, cha tổng đại diện, quý cha đạt trưởng, quý cha bố mẹ dòng tộc họ hàng thông gia cùng tất cả những quan khách, trong niềm vui, niềm hân hoan và tự hào và niềm hạnh phúc cho gia tộc chúng con, chúng con được đức cha, cha tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha cùng toàn thể cộng đồng đến tham dự thánh lễ và dự tiệc mừng thượng thọ và ngọc khánh hôn phối của bố mẹ chúng con. Con xin thay mặt gia đình xin gửi lời chúc sức khỏe đến với tất cả để cùng được sống trong sự che chở và tình yêu thương của người. Thưa bố mẹ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Với hình ảnh núi Thái Sơn hùng vĩ cao vời vợi và nước trong nguồn là vô tận đỡ được trong sâu thẳm của chúng con, với công lao trời biển của bố mẹ, bố mẹ là dãy trường thành, là cái nôi ươm mầm và môi trường dưỡng dục cho chúng con từ thuở sinh linh cho đến khi trưởng thành. Bố là chỗ dựa tinh thần vật chất vững chắc, mẹ là nguồn sữa dạt dào nuôi nấng chúng con nên người. Lúc còn thở ấu, bố mẹ luôn dạy cho chúng con tiên học lễ, hậu học văn, trọng thầy mới được làm thầy, thương nhau như thở thương thân. Với những điều dạy ấy, chúng con luôn khắc ghi và thực hiện. Thưa bố mẹ, với nghĩa tào khang, lòng tình yêu và chung thủy của bố mẹ đã sinh sáng ra 10 người con của dòng tộc họ Phạm. Thở vì hàng vi, anh em đều nhường cơm xẻ áo cho nhau. Đứa lớn thì ăn phần cơm sáng bắp, đứa nhỏ thì ăn phần cơm gạo trắng trong. Em bé thiếu sữa thì mẹ lại chưng gạo, cháo, pha đường cho em uống. Quần áo thì nhường nhịn lẫn nhau đỡ được cắp sách đến trường. Còn bố mẹ thì sao cũng được, miễn thấy anh em vây quần nô đùa cười giỡn bên nhau. Trước sân nhà sau bữa cơm chiều là bố mẹ hạnh phúc. Ấy thế mà đã 60 năm trôi qua, 60 năm đánh đổi sự gian truân nhọc nhằn để luôn nuôi 10 người con khôn lớn. Giờ đây mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một định vị, mỗi phương trời lập nghiệp và sinh sản ra nhiều cháu chắt, đã được thêm thành viên cho gia đình là 46 người. Nhưng thật sự vinh dự tôn vinh bố mẹ đã hiến thân cho người con thứ 7 cho Thiên Chúa, thật lớn lao và công ơn trời biển này. Ấy là phương châm và tiền đề luôn nhắc nhở chúng con, đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu và thảo kính cha mẹ,
không gì so tình phụ tử, thước đo nào bằng mẫu tử cao vời. Trong ngày trọng đại mừng thượng thọ và ngọc khánh hôm nay, hôm phối hôm nay, chúng con vi phục cảm ơn bố mẹ đã tạo dựng cho chúng con nghĩa sinh thành. Chúng con chưa đáp trả nghĩa hiếu đạo, chúng con chưa đền đáp trọn công. Chúng con nguyện thực hiện những phương châm mà bố mẹ đã dạy: biết lắng nghe, đạo đức ngoan hiền, biết tương thông tương ái và xứng đáng làm con Thiên Chúa. Cho phép chúng con đồng kính lạy và cảm ơn bố mẹ, trọng kính Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý cha hạt, quý cha, bố mẹ, dòng tộc, gia đình, thông giao và tất cả quan khách. Lần cuối cùng cho phép con xin kính chúc tất cả sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin Chúa Thánh Thần luôn ngự trị và ở mãi nơi Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý cha hạt, quý cha đã chèo lái con thuyền của giáo hội đến bờ bến hạnh phúc. Trong quá trình tổ chức có gì thiếu sót và không xứng đáng nghi thức, mong tất cả lượng thứ bỏ qua. Đây là lòng thành và nghĩa hiếu của gia đình anh em chúng con gửi đến Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Cha Hạt Trưởng, quý cha, bố mẹ và dòng tộc thông gia cùng tất cả quan khách. Vì hôm nay 10 anh em chúng con đã chia sẻ với nhau trong cuộc tiệc mừng này, và để cho 10 anh em chúng con được vui hơn nữa, chúng con không nhận quà của quý khách. Xin kính chào. Trọng kính Đức Cha, Cha Tổng và quý cha, kính thưa quý khách, cho con xin trích bài tin mừng của Thánh Matthew chương 25 câu 14 30. Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng phúc vui mừng của chủ ngươi. Chúa đã trao cho ba mẹ con được 10 nén bạc. Khi người trở về hỏi lại có làm lời hay không. Qua thời gian thăng trầm của cuộc đời 60 năm của ba mẹ chúng con, không bị bế tắc như ca khúc 60 năm cuộc đời của nhạc sĩ Yvonne, ba mẹ chúng con đã vực dậy trong gian lao, nhọc nhằn và thử thách, và đã có một thành quả trung tín, trung thủy và là sự diễm phúc của gia đình chúng con. Hôm nay, gia đình chúng con kính giới thiệu bức tranh gia đình tổng số 46 thành viên. Con xin trân trọng. Okay. Dạ, chúng con mời Đức Cha làm dấu và mặc biệt đi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, chúng con rất cảm ơn Chúa vì đã thương chúc phúc cho ông bà cố trong suốt 60 năm qua. Giờ đây xin Chúa cũng chúc phúc cho tất cả chúng con đang tham dự bàn tiệc này, và xin chúc lành cho những của ăn mà chúng con sắp sửa hướng dùng do lòng rộng rãi và thương yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tình yêu kia đã đến bên ai vào một đêm có gió mộng lành. Chúa trên cao chẳng dám lòng hành cho người hữu duyên kết tóc xe riêng. Người con gái xinh xắn dịu hiền, chàng thanh niên anh tú đa tài, gái với trai sánh vai vợ chồng, chọn tình nồng ân ái bên nhau.
cặp uyên ương vui giữa trời xanh, cánh chim ngàn bay quanh lượn quanh. Hỡi người yêu, anh yêu em nhiều, trọn đời anh xin nguyện gửi chào. Mình chẳng quên khi mới gặp nhau, mắt hẹn giao ươm bao ước duyên, đã quyện sâu như kiếp cầu trầu, trọn về sau ta mãi gần nhau. Dù dòng đời bao tố không mà, lòng anh luôn kiên vững thật thà, mãi yêu em son sắc mặn mà, mình dìu nhau đi suốt con đường. Yêu kia đã đến bên ai, vào một đêm có gió mộng lành, Chúa trên cao chừng giam lòng thành, cho người duyên cái tóc xe duyên. Người con gái xinh xắn dịu hiền, chàng thanh niên anh tú đa tài, gái với trai xanh vai vợ chồng, chọn tình nồng ân ái bên nhau. Cặp uyên ương vui giữa trời xanh, cánh chim ngàn bay quanh lượn quanh. Hỡi người yêu, anh yêu em nhiều, trọn đời anh xin nguyện gửi chào. Mình chẳng quên khi mới gặp nhau, mắt hẹn giao ươm bao ước duyên, đã quyện sâu như kiếp cầu trầu, trọn về sau ta mãi gần nhau. Dù dòng đời bao tố phong ba, lòng anh luôn kiên vững thật thà, mãi yêu em son sắt mặn mà, mình dìu nhau đi suốt con đường. Cặp uyên ương vui giữa trời xanh, cánh chim ngàn bay quanh lượn quanh. Hỡi người yêu, anh yêu em nhiều, trọn đời anh xin nguyện gửi chào. Mình chẳng quên khi mới gặp nhau, mắt hẹn giao gần bao ước duyên, đã quyện sâu những kiếp cầu trầu, trọn về sau ta mãi gần nhau. Dù dòng đời bao tố phong ba, lòng anh luôn kiên vững thật thà, mãi yêu em son sắt mặn mà, mình dìu nhau đi suốt con đưa nhau suốt đời về nơi xứ thiên đường.
nhỏ bé thành đôi ước mơ già. Bao nhiêu tóc mơ từ nay đã biến. Xin cảm ơn ba má đã tạo dựng cho 10 người anh em chúng con có được ngày hôm nay. Con không có gì, cầu xin Chúa Thánh Thần chúc ba má sức khỏe, sống thêm 40 năm nữa, để sau đó con sẽ chúc ba má 100 năm hạnh phúc. Con cảm ơn ba má. Sau đây con xin gửi một bài hát, đó là bài Cầu Cho Cha Mẹ Hai. Con hát đang nền nhạc karaoke. Con xin cảm ơn. Mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày cũng trường. Con xin đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ cô đau. Dẫn theo tình người ngon ngon, an vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chót xa, thấy đâu vui cho bằng ngoài nhà. Nay con lớn lên rồi, ra đi cũng gắn trong đời. Xa vô bờ vẫn nhiều đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữ gia đình như dòng theo tình người con ngoan. Xin cho cha mẹ
tin do của Chúa Trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Hôm nay thật tuyệt vời cho nên cho con xin phép được thêm một bài nữa. Con hát bài này là thấy lời của bạn. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngang biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tuần, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sau, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đến bên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn, một ngày lại đến trái tim ta dài thơ, rồi từng chiều đến mang nốt buồn vô miên. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng bỗng nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đêm bên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn, một ngày lại đến trái tim ta dài khờ, rồi từng chiều đến ngang nỗi buồn vô miên. Dù biết em rồi đi, cho dù biết không còn chi, nhưng lòng bỗng nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết tôi thì về đồng quê giống như là về lại cái quê hương của mình.
Tại vì nơi đây tôi đã ở 10 năm. Trong 10 năm làm việc, chiến đấu, phục vụ của anh chị em có rất nhiều kỷ niệm. Hôm nay về gặp lại những cái gương mặt rất là thân quen, rất là mừng vui, thấy được đầy sức khỏe, đầy niềm vui của cái sức sống của đồng tè. Và trong cái dịp mừng Ngọc Khánh của ông cố, bà cố, thật sự ra thì những cái bài hát mà về hôn phối, về tình yêu thì không được biết nhiều, không hát nhiều. Như vậy thì để tặng cho ông cố bà cố một cái khúc hát cũng nói về tình yêu, nhưng mà cái tình yêu dân hiến của một đứa con của cha Phạm Đình Triều, tôi sẽ hát cái bài là Xin Chúa Dẫn Con Trên Đường Yêu Thương, như là một cái quà tặng nhỏ bé để nói lên cái tình yêu của Chúa dẫn chúng ta trong cái cuộc sống về đứa đôi cũng như cuộc sống về ơn gọi nha. Năm nào ngày đón con lên đường theo bước ngàn, con xin hiến cuộc đời, cầm tay dắt dìu tình yêu luôn đời sống hướng dẫn con đời ngày. Xin cứ lớp chỉ ước cứ tâm hồn, xin đời thương thương tôi hôn trường yêu thương. Có người chân đã mối mắt mờ ông đường mờ, con xin với hồn ơi xin chiều con tình yêu luôn đời sáng hướng dẫn con từng ngày. Cuối đời xin theo bước chỉ hết tâm hồn, xin hãy thương mến con qua thế đường đến ngày dẫn bà cố cố qua hết đường yêu thương. Dạ chú Ba, cảm ơn cha Tổng. Còn một người đồng chí nữa, còn một người đồng chí nữa, đâu lỗ Hà Đông đâu. Con mời cha Hạt Mằng Lăng áo lụa Hà Đông đâu. Kính thưa cha Tổng, kính thưa quý cha và tất cả bà con đồng tre. Đồng tre hiểu là cả công giáo và không công giáo luôn á. Tôi đã ở đồng tre này 14 năm và hát được cái mỗi bài. Bây giờ khi về thăm đồng tre hát lại cái bài cũ để cho bà con nhớ ông cha sở đồng tre ngày xưa. Cái giọng hát này có tốt không ha, có khỏe không ha. Bây giờ hay dở, xin một tràng pháo tay. Ở đồng tre thường là nắng nhiều lắm, mát nóng, vì vậy mà lâu lâu chúng ta phải hát tí để cho nó mát tí. Cái áo lụa Hà Đông mặc ôm mát lắm. Nắng Sài Gòn anh đi mà chân mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài nằm ở chung quanh linh hồn anh và vẽ chân xuống bay vui quá vào trong kỷ niệm
nhưng xa đi mà không bảo gì nhau. Để anh hỏi vì sao áo lụa đông, anh vẫn yêu màu áo ấy hồn. Anh vẫn yêu màu áo ấy hồn. Sao đi mà không vào nhau? Để anh gọi tiếng thở anh. Em chân đây là mùa thu tóc ngắn mà xuân còn nằm ở nơi đây. Linh hồn anh hồi pha ve chân dung bay vui vã vào trong hồn. Em chợt lên chợt đi anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng bị đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh gọi tiếng thở lại. Em thật đây, đây mùa thu tàu ngang giữ hồn anh màu áo lụa Hà Đông. Màu áo ấy hồn, anh vẫn yêu màu áo ấy. Trong lời hoan ca sung sướng bước lên trước mặt Thiên Chúa, kết ước trăm năm duyên tình thắm nồng, lửa tình còn mãi cháy sáng trong tim. Dầu cho ngàn sóng gió vẫn không làm lung lay lời hứa hôm nay tình mãi thắm đẹp ngất ngây. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng con trăm năm vuông tròn đời nâng giữ gìn duyên thắm mãi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng con luôn mãi xa son vì chúng đến muôn ngàn sau. We'll be right back.
chung lòng hòa ca tiếng hát vang xa. Câu trả lời kết thúc đẹp duyên tình trăm năm, xây đắp gia đình an bình hạnh phúc. Nêm chay lung linh hao mòn tháng ngày, duyên tình đôi lứa như nến tiêu hao. Tình duy cùng sánh bước, buồn vui cùng san chia. Phó thác tình yêu cày trong Chúa hằng xa thương. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng con trăm năm vuông tròn, đời nắng giữ gìn duyên thắm mãi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng con luôn mãi xa son, tùy chúng đến muôn ngàn sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng con trăm năm vuông tròn, đời nắng giữ gìn duyên thắm mãi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng con luôn mãi xa son, vì chúng đến muôn ngàn sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng con luôn mãi xa son, vì chúng đến muôn ngàn sau.